Chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào quả chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Chào các bạn, tiếp tục đơn hàng của chúng ta sẽ là một đơn hàng đi Liên Chiểu, Đà Nẵng. Đà Nẵng đang có một số vùng có dịch đây, anh Phi không biết Liên Chiểu có dính dáng gì hay không. Nhưng mà thôi thì đơn hàng của em đặt thì cũng phải lên đơn mà giao thôi. Tại vì anh Phi đã bị những cái đơn hàng đi vào vùng dịch bị trả về rồi các bạn, cho nên là anh Phi mới đề cập cái chuyện này. Anh Phi không nói là Liên Chiểu bị nhé. Anh Phi chỉ suy nghĩ coi cái thông tin sáng nay anh Phi đọc nó có dính tới Đà Nẵng, nó có dính tới phường Liên Chiểu này hay không thôi ha. Không có nói Đà Nẵng là bị cái gì đâu nha. Đừng có lên mà chém tôi á ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ làm một cái đơn đi Liên Chiểu quận Đà Nẵng, xa thành phố Đà Nẵng chứ xin lỗi. Thì còn cái đơn cho anh Đạo ở Hòa Lộc Lâm Đồng sẽ test sao, vậy xe điều kiện test rất là cực ha, test rất là mất là nhiều thời gian. Và đây là mã hàng 2237. Và khi nãy anh Phi lên trên kho để chọn hàng thì anh Phi phát hiện cái dòng này hiện nay anh Phi có ba món hàng lên. Một là 2242, cái con của nó sẽ là màu xanh như thế này ha, nó vẫn là Galaxy Race the King of the Winner, vẫn là vua tốc độ, nhưng mà nó sẽ từng cái nó sẽ có những cái mã hàng tên nó khác nhau nha. Cái con này nó sẽ có một cái tên khác đấy, anh Phi sẽ kiếm cái tên của nó à, giống như ở đây nè, Kin Bạc, không biết là phải tên nó hay không, chúng ta sẽ xem xét sao. Mà hàng của nó sẽ là 2242, anh Phi sẽ cố gắng chụp hình nó để anh Phi đưa lên Shopee lẹ. Đây nó còn một con 2240 nữa, đây là những cái tem chống hàng giả của nó các bạn thấy không. Mặc dù hàng này là hàng qua mốt rồi nhưng mà chơi rất là ngon, ai yêu thích lắp ráp thì chơi rất là ngon. Hiện nay ở anh Phi còn hơn mười mấy mẫu á, 15-16 mẫu, nó trải đều cho tất cả các mẫu, cho nên các bạn cứ vào Shopee, các bạn vào cửa hàng đồ chơi Abo, cái đường link anh Phi sẽ để dưới phần diễn giải của clip này. Tất cả các clip của anh Phi hiện nay đều có phần diễn giải vào Abo, ở vào với lại đồ chơi của anh Phi trên Shopee, đó là shopee.vn/yêu-đồ-chơi-trẻ-em ha. Rồi thì các bạn sẽ thấy được là nó còn một mẫu này nữa cũng rất là đẹp trai ha. Rồi đây nó còn một mẫu nữa, đó chính là 2237, là cái mẫu anh Phi sắp test nè. Còn cái này là 2240 ha. Anh Phi còn 3 mẫu và anh Phi đang lục lại xem nó còn những mẫu nào nữa để anh Phi có thể đăng lên và các bạn có mua chọn cái bộ sưu tập nó hiện nay. Cái này thì nó to hơn cái dòng 250 ha. Từ 2501 cho tới 2509 thì nó khoảng một gang tay hơn thôi, còn cái này to hơn, nó có đĩa nè. Rồi tùy mẫu nó sẽ cho các bạn thêm bánh ở đây nè ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ uống miếng nước xong là anh Phi sẽ thui cái hộp hàng này ra để anh Phi test những linh kiện trong này, sau đó anh Phi mới đóng gói lại rồi gửi đi nhé. Đây các bạn, chai nước của anh Phi đây, anh Phi vừa uống nước xong rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ khui cái sản phẩm này ra. Thường những cái sản phẩm khi gửi đi là nó có nguyên cái lớp nhựa phía bên ngoài này nha các bạn, nhưng mà do yêu cầu về mặt kỹ thuật test cho nên anh Phi sẽ khui ra, rồi anh Phi sẽ kiểm tra hàng bên trong, sau đó anh Phi mới dán băng keo 2 nách hoặc là 4 nách ở bốn bên để cố định sản phẩm lại. Các bạn đừng nghĩ rằng anh Phi gửi cho các bạn là một cái hộp hàng là nó mất đi cái niềm phong thương thải nha, nó vẫn có cái tem ở đây rồi, nhưng mà cái là buộc lòng phải kiểm, các bạn thông cảm, bởi vì các bạn cái bên người ta đang cái tiệm sửa xe người ta đang gồ ra, cho nên anh Phi rất là khó tập trung để nói cho các bạn nghe. Với cái mẫu này thì ở đây nó sẽ có hai cái bánh nè, một cái đĩa nè, rồi với cái mẫu này thì ở đây sẽ có còn cái đĩa nè, một cái vít nè, một cái khóa nè. Cái khóa này là để bắt những cái con ốc nhỏ vào những cái phụ kiện. Riêng cái bộ này thì nó có phụ kiện khá là nhiều nha các bạn, phụ kiện khá là nhiều, nó không phải là chỉ gắn trên xe đâu mà nó là phụ kiện gắn thêm ha. Đây nó có một cái hộp ẩn lên nữa, anh Phi lấy ra, đây là cái bộ phụ kiện cho thêm để nó gắn trên những cái bẹ ngang của chiếc xe. Sau khi ráp thành thì ở đây nó có những cái bẹ ngang, nó có những cái lỗ nhỏ để các bạn gắn thêm những cái bệ này, để trong khi mà quá trình chạy nó va chạm với nhau nó an toàn hơn và nó gọi là nó chiến đấu được với nhau ha. Và tới đây thì anh Phi sẽ giới thiệu cái bảng nhựa chính. Đây là cái bảng nhựa, cái canopy phía trên của chiếc xe của chúng ta ha, phía trên chiếc xe. Và đây là cái bánh, là cái niềng bánh, và cái này là cái bánh trước ở cái mui này nè, nó có bánh nhỏ dưới ha. Và ở đây nó sẽ cho các bạn hai giải pháp để ráp cái phần dưới, phần thân dưới này nè. Phần thân dưới này nó sẽ có hai giải pháp, một là các bạn ráp giải pháp cái nắp lớn này nắp lớn này là cái đây nè, hoặc là ráp cái nắp nhỏ này cũng được. Cả hai cái này đều cho cái bánh nhỏ này nè vào đây được, nhưng mà đây thì nó sẽ tương ứng với hai cái nắp bít ha. Trên cái này nó sẽ có một cái nắp bít, rồi trên cái này nó sẽ có một nắp bít. Và cái mã 2237 này thì anh Phi đã chia sẻ với các bạn qua bên YouTube rồi, thì các bạn có thể gõ trên YouTube là xe tay đua ngân hà 2237, các bạn sẽ thấy được cái đoạn clip anh Phi ráp cái này. Thực sự cũng dễ lắm các bạn, cái này nè thì nó ráp chéo vô đây, cái này nè ráp chéo vô đây, cái này ráp chéo vô đây. Anh Phi không biết tại sao nó làm chéo nhưng mà nó sẽ là như vậy. Cái này ráp bên này, cái này ráp bên này, cái này thì gài ngàm, còn cái này thì bắt ốc à, đơn giản vậy chưa. Rồi anh Phi sẽ qua tiếp cái bọc thứ hai, đó chính là cái bọc. Cái bọc này thì cái lường dưới thì nó tách ra làm hai bên nha. Đây một phần đầu nè, phần đầu nó đi như cái này là phần thân sau, nó sẽ chia thành hai phần, phần đầu nè và phần thân sau. Phần thân sau nó có thêm cái motor,
thì ở trong này nó sẽ có motor và các cái rờ le điện ha. Khi các bạn ráp hoàn thành thì cho hai viên pin vào đúng cực thì nó sẽ chạy tới, đảo cực ngược lại nó sẽ chạy lui nhé. Rồi điều đó thì anh cần các bạn xem qua các clip trên YouTube và với cái từ khóa là tay đua ngân hà 2237. Và trên này nó sẽ có những cái bộ giấy nó giới thiệu chung về đồ chơi ngân hà, nhưng thiệt sự ra các bạn đồ chơi ngân hà hiện nay rất là hiếm, cho nên để các bạn tìm được những cái đủ cái linh kiện này thì rất là khó. Chẳng hạn như với cái đường đua lớn này anh Phi có thể ráp thành với những cái linh kiện hiện nay, nhưng đa phần anh Phi trả ra hết rồi để anh Phi trở thành những cái đường đua tròn như vậy nhỏ ra để anh Phi cung cấp cho các bạn. Cái đường đua đó là 200.000, các bạn có thể đặt mua về nhưng mà cái phí vận chuyển mới là cao tại vì cái thùng nó hơi lớn, hoặc là nó thành một cái đường đua elite như vậy là 250.000, nó thêm hai mảnh nữa các bạn, hai mảnh cái đường đua tròn tách ra thành hai cái vòng cung, xong rồi các bạn đưa hai cái mảnh thẳng vô nữa thì nó sẽ trở thành cái đường đua elite như thế này. Còn để đường đua ráp được cái đường đua này và này thì nó cần rất là nhiều thứ, chẳng hạn như 1, 2, 3 cái tròn, 4 cái tròn, 1, 2 cái tròn nè, này cũng 2 cái tròn nè, rồi 1, 2, 3, 1, 6 cái dài, 6 cái này, 2 cái đường tròn và thêm 6 mảnh dọc nữa nó mới ra đường này, và thêm những cái bệ đỡ. Mà đúng thật với các bạn, khi rã những cái thùng lớn này anh Phi đã dùng hết các bệ đỡ thôi rồi. Bệ đỡ này về các bạn phải dùng sắt đổ và các bạn phải chêm như thế nào đó thì tùy các bạn ha. Nhưng để ráp thành cái đường đua lớn này thì hơi khó trong giai đoạn hiện nay, chúng ta chỉ có những cái đường đua nhỏ như vậy để chúng ta đua với nhau mà thôi. Rồi đó là cái mà anh Phi có thể giới thiệu về cái tờ đồ đua này. Còn cái tờ này là cái danh sách đăng ký thi đấu với nhau, ngày trưa nó có cái đấu trường đấu với nhau, xe nào ráp vô chạy nhanh hơn, bạn nào ráp chuẩn thì chạy nhanh hơn. Cho pin, chẳng hạn như các bạn cho pin thường như thế này thì nó chạy tốc độ là 10 vòng một phút, nhưng các bạn cho pin sạc loại thường thì 20 vòng, các bạn cho pin sạc loại xịn là nó chạy 30 vòng, giả sử vậy. Còn các bạn đưa pin máy bay vô, pin máy bay điều khiển từ xa, anh dựng đứng cái vòng tròn lên là nó chạy đứng luôn. Khủng khiếp chưa. Rồi còn cái đây là cái phần dán ha, cái phần dán, và ở đây là cái quan trọng nhất là cái tờ giấy hướng dẫn lắp ráp. Các bạn có thể theo đây mà lắp ráp, những bạn mà gọi là yêu thích lắp ráp thì các bạn có thể theo đây bước số 1 rồi sau đó tới bước số 2, số 3, 4, 5, 6, 7 rồi nó có trải dài ở đây là tới bước 15 là nó sẽ hoàn thành ha. Các bạn có thể theo đây hoặc các bạn có thể lên YouTube gõ anh Phi cũng có chia sẻ với các bạn ở trên đó rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái này lại để đóng hàng để gửi đi ra Đà Nẵng cho bạn, một bạn mua hàng qua Shopee mà sáng nay bạn có liên lạc với anh Phi là khi nào anh Phi up clip, ý bạn muốn anh Phi ghi hình, cho nên là anh Phi sẽ ghi hình để gửi clip lên YouTube cho bạn xem nha. Rồi các bạn xong rồi đó, bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hộp lại ha. Rồi và đóng thêm một cái lớp hàng phía bên ngoài để bảo vệ nữa là xong. Và tới đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé, và các bạn đón xem anh Phi review những hộp này như thế nào nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại.